Cùng với cả nước, sáng nay tại các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, công tác đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, thông suốt, đúng quy chế, công tác chống dịch COVID-19 được triển khai chặt chẽ. Thưa quý vị, hiện tôi đang có mặt tại điểm trường Trung học phổ thông Hoàng Hóa Thám. Từ sáng sớm, nhiều thí sinh đã có mặt tại đây để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên. Theo đó, công tác phòng chống dịch tại đây được trường triển khai chặt chẽ, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra đúng tiến độ và an toàn. Năm nay, điểm thi tại trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám có 365 thí sinh. Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nên công tác phòng chống dịch tại trường được đảm bảo nghiêm ngặt. Tại cổng trường, đội hình thanh niên tình nguyện của trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám tiến hành kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay cho các thí sinh trước khi vào thi. Tất cả thí sinh đều nghiêm túc chấp hành. Nhiều thí sinh đến điểm thi sớm để tập trung ôn lại kiến thức cho môn thi đầu tiên. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi, hầu hết các thí sinh đều tự tin, sẵn sàng tâm thế cho kỳ thi này. Hôm nay là môn đầu tiên là môn ngữ văn, cho nên là em đã chuẩn bị rất là sẵn sàng với môn thi của em. Em mong là mình sẽ được một kết quả tốt đẹp nhưng mà mình đã chờ đợi với lâu. Ra để chuẩn bị cho kỳ thi này, em đã chuẩn bị từ rất sớm. Em đã ôn tập tổng ôn kiến thức từ hồi cuối năm lớp 11 rồi và em đã làm rất là nhiều đề. Và với tình hình dịch bệnh như này thì em nghĩ nó nên sẽ không quá khó với học sinh và em nghĩ là em sẽ làm được tốt. Các thí sinh đều đã nắm rõ quy chế thi. Hôm nay các thí sinh sẽ bắt đầu môn thi đầu tiên là môn ngữ văn với thời gian 120 phút và chiều nay thí sinh tiếp tục thi môn toán trong vòng 90 phút.